Chào anh em nhá. Hôm nay tôi sẽ quyết tất cả một cặp quân đần. Đấy. Trước mặt anh em đây là một cặp quân đần rất là xịn sò. À, đây là cái Buôn Ma Thuật, nhà gái ở Buôn Ma Thuật đến phôi giống ở bên mình. Đấy. Còn đây là chàng trai đực bên rất là đẹp, da có rất nhiều là sản phẩm. Ok. Đấy, chàng cân 40 kg. Không hề là to. Đấy, anh em nào cần phôi giống liên hệ cho mình. Giống quân đần bên mình nhận phôi giống, bảo hành thuần chủng cho anh em, bảo hành bao tiêu đầu ra cho anh em nhé. Ok. Hello anh em. Chiều mưa buồn phối lớp 1 cho nhà gái Buôn Ma Thuột nhá. Nhà gái nặng tầm hơn 20 cân xíu. Được giống bên mình thì tầm 40 cân. Hơn 40 cân á, to lắm. Lớp 1 nhá. Hóng cho siêu phẩm. Màu đẹp quá. Gôn, gôn, gôn. Úi đẹp chưa? Em bắt mày bé. Hả? Em không đi bám em ấy. Em đi kéo mà.